Những năm gần đây, mỗi khi đi du lịch, gia đình anh Tuấn Anh thường mang theo đồ dùng có thể tái sử dụng, hạn chế đồ dùng một lần và ưu tiên lựa chọn những tour du lịch xanh. Mỗi lần tôi đi tour thì tôi sẽ được luôn là tặng các cái đồ dùng có thể tái sử dụng, ví dụ như là mũ này, hoặc là túi sách, hoặc là có thể là sẽ là ô. Đấy, thì sẽ giúp được bảo vệ môi trường hơn khi mà tôi không sử dụng các cái đồ dùng sử dụng một lần. Và gia đình chúng tôi thì luôn ưu tiên là các cái vật dụng mà có thể là tái sử dụng được để làm sao đó để giảm thiểu cái chất thải thải ra môi trường. Mặc dù phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững đã trở thành xu hướng chung của toàn cầu, tuy nhiên tại Việt Nam vẫn chưa có cơ chế chính sách riêng cho loại hình du lịch này, khiến các đơn vị thực hiện cũng chưa thể mạnh tay đầu tư. Ví dụ như là hiện tại thì là cũng chưa nhận được nhiều cái sự quan tâm hay là hỗ trợ kinh phí từ bên nhà nước, hay là các khách hàng thì cũng vẫn còn có nhiều hạn chế trong cái việc ý thức bảo vệ môi trường, hay là vẫn còn hạn chế nhiều trong cái việc sử dụng những cái dụng cụ dụng một lần. Vì vậy như là chúng tôi cũng còn, và ngoài ra thì là chúng tôi cũng có bị hạn chế về cái phần kinh phí nữa. Doanh nghiệp cũng phải đầu tư khá là nhiều về cái phần kinh phí này để phát triển cái mảng du lịch xanh. Chính sách từ trung ương cho đến trung sắc địa phương, để từ đó để thể hiện ra và thể chế hóa bằng các hệ thống văn bản để các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân, những nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch có thể là nhìn thấy con đường để đầu tư vào cái ngành lĩnh vực du lịch xanh bền vững. Cái thứ hai đó là các địa phương cũng cần phải có những cái quy hoạch. Mà quy hoạch ở đây tôi nghĩ là từ trung ương các địa phương cần có những quy hoạch cho du lịch, trong đó có du lịch xanh. Các chuyên gia đề xuất cần xây dựng bộ tiêu chí kết nối các doanh nghiệp và cập nhật xếp hạng kiểm soát việc phát thải. Ngay từ năm 2025, có thể chọn là năm phân loại rác tại nguồn, chủ động triển khai trước phân loại rác tại nguồn, đồng thời xây dựng bộ tiêu chí kiểm soát lượng phát thải carbon cho ngành du lịch có điều chỉnh, cập nhật.